Ok. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Đấy, kêu em sống trước pin nha. Kính thưa bà ngoại Ninh, bà Hiền Mỹ Hiền và bà nội tức là phu nhân của tôi, cùng quý vị khách quý, thay mặt gia đình của cháu Vọng, ông nội xin chân thành cảm ơn quý khách mời, đặc biệt là hai bà ngoại và bà Hiền. Sau đây để cảm ơn, tỏ lòng cảm ơn tấm thịnh tình của quý vị, gia đình Vạn có băng thuê băng nhật nhí về trình diễn bằng Happy Birthday. Chị em thích quẹt màu nào? Con thích quẹt màu hồng. Ok rồi, bây giờ khỏi đi nè, cầu nguyện cho em đi. Quán cầu nguyện cho em đi. Đúng rồi. Mọi người cầu nguyện. Tina cầu nguyện đây đây. Đúng rồi. Anh quay Tina cầu nguyện nè, cầu nguyện cho em nè. Đúng rồi. Qua đây qua đây qua đây. Đó cầu nguyện. Cầu nguyện cho em đi con.
Su. Rồi, một hai ba. Rồi thổi, một hai ba, thổi đi. Đó, ở dưới nữa kìa, lẻ 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 lẻ. Rồi, đứa nào thích màu nào? Đi ra thích màu trắng đúng không? Rồi, chị quay lại thích màu. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Thôi nồi, có một bữa vui, mời quý vị vui vẻ với gia đình bạn. Rồi, mình xin mời quý khách ngon một chút. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng bố trẻ này. Trời ơi, bên nội không có chỗ. Ông món ông đã con đã lấy chồng, ông cảm ơn một con bộ y tế, bộ giáo dục, ông thành ông nói chứng hậu gì đấy rồi. Em được thì không làm cái quả đâu, em qua luôn anh ơi. Em lấy em gái bỏ. Bộ giáo dục thì nó mới nhìn trên đây. Mời. Bộ y tế này, bộ trưởng bộ đi rong nè. Có ở đâu vậy à? Trà nọ trong miếng đốt một túi đốt bò trên đường. Thôi nó nhỏ. Trẻ nhỏ hơn chú Kiệm à? Nhỏ. Trẻ tức là con đường mình mới còn. Dạ. Mà hình như dạo này mày ít gặp đúng không? Đấy tao biết mà. Mời cả bàn đi. Đây ngồi đâu? Đây ngồi đâu?
2, 3. Đó, bia một cái bọt đó các bạn. Vô. Bia một cái bọt. Ủa, anh nói. Cảm ơn ngon nha. Âm thầy gia đình hạnh phúc. Âm thầy hạnh số. Gửi cho vợ con, gửi cho con cái con luôn. Con xin cảm ơn. Anh bảo tụi tôi đi chơi thì không được. Vợ, vợ. Lúa, lúa, lúa. Go! Xem bên mình xì đó. Đó, không bên mình xì. Đó, chụp hình đó mấy bên. Đó. Đó. Đại diện, em đại diện. Rồi lì xì ha. Rồi lì xì đâu đó. Rồi. Rồi ba đưa đây. Để lì xì luôn. Sắc nè. Chút nữa nó làm cái này nó buồn. Đây. Bây giờ nè. Má Hương chúc mừng sinh nhật con. À được 1 tuổi nè. Nha. Mạnh khỏe, vui vẻ, bình an. Ok. Hả? Hả? Hả đi, hả đi. Hả? Hả đi. Hả? Em sợ em mất mạng vô á. Đó, bởi vậy. Chị dắt đi chơi vậy, Ôi, ở cho cái súng luôn hả? Chị ơi. Ủa, Tina chơi cái gì? Cái kiếm hả? Kiếm. Ôi, cái cây kiếm luôn. Kiếm với súng. Ủa, kiếm với súng luôn.